dư hậu tiếp tục phát 6 phần quà cho những người khó khăn. Đây là những hoàn cảnh khó khăn, Thu Hồ, Em Đơm, và đặc biệt là em Mạnh này cũng không bình thường, nhưng mà hội từ thiện nhận giúp cho em Mạnh, hoàn cảnh cũng khó khăn. Chị ở đâu vậy? Dạ, ở Hiệp Hạ chú ơi. Dạ. Dạ. Cho Dương Hậu cho một phần mì gói và gạo đi ha. Dạ. Con gửi lời hả? Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn tất cả, theo con không biết nói gì hơn. Dạ, đây là những tiếng nói của người nghèo ngã bảy. Mong quý vị xem và giúp cho bà con nghèo quê hương Dương Hậu. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này. Đây là việc làm công đức ý nghĩa vô lượng kiếp. Mong các nhỏ tâm tiếp tục ủng hộ cho Dương Hậu, giúp cho bà con nghèo quê hương Dương Hậu. Xin cảm ơn.